Xuân Lâm xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn để cập nhật về thông tin cơn bão số 6 trên đất liền. Thưa quý vị, chiều nay cơn bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Nam, Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của bão số 6, tại đảo Cồn Cỏ của Quảng Trị có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đảo Cù Lao Chàm của Quảng Nam có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cấp 6, giật cấp 7. Ở Lệ Thủy, Quảng Bình gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở Nam Đông, Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Và tại Cẩm Lệ của Đà Nẵng có khả năng gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Hiện tại các khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 13 giờ chiều ngày hôm nay phổ biến từ 100 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Diễn biến cơn bão số 6 còn rất phức tạp và có thể thay đổi. Quý vị cần lưu ý cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Và thưa quý vị, do chịu ảnh hưởng của rìa xa phía nam hoàn lưu cơn bão số 6, từ đêm nay có khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu dần. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh Lâm Đồng có khả năng sẽ là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày mai, nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác, có nơi có mưa dông. Dự báo mưa vừa đến mưa to trong thời gian dài có thể gây ra lũ, lũ quét ở các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn dốc, đường đèo có độ dốc lớn và ta luy dương. Cụ thể, thời tiết của các khu vực như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Dự báo tại khu vực này nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi có mưa vừa vào chiều và tối. Một số khu vực sẽ có mưa cả ngày lẫn đêm. Có nơi có gió đạt cấp 4. Cần cẩn thận một số trường hợp cây ngã đổ. Nhiệt độ dao động từ khoảng 16 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là nhiều mây, có mưa dông nhiều nơi. Có nơi có mưa vừa đến mưa to, đặc biệt là tại huyện Đức Trọng và Di Linh. Nhiệt độ dao động từ khoảng 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trong ngày mai chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, các khu vực vẫn có khả năng sẽ có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to và dông. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng gồm Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết chủ đạo là nhiều mây, sẽ có mưa dông vào chiều tối. Do có mưa vừa đến mưa to cả ngày ở một vài nơi nên nhiệt độ cao nhất ở đây cũng không quá nóng, không quá 27 độ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.